cái thế mạnh của DC không phải chỉ có 3 mà là có 5. Đây là cái thứ nhất, đây là cái thứ hai, thứ ba và cái thứ tư. Đó là ngày nay có gì ạ? Có một cái chiến lược để thu hút khách hàng. Các bạn có nhìn thấy cái chiến lược thu hút khách hàng không? À, cái thứ tư là chiến lược thu hút khách ha. À, chiến lược hút khách hàng là cái gì ạ? Là cái hệ thống spa dưỡng sinh DOC Care, phải không ạ? Đó. Và một cái thứ nữa, cái thứ năm, cái DOC Care này Mai sẽ nói lát, Mai sẽ nói cho bạn. À, cái thứ năm đó là gì? Chương trình đào tạo tinh gọn. Đó, đào tạo rất là tinh gọn, không có lan man. Học là làm luôn, học là làm luôn, không học mất thời gian. Đó, chương trình đào tạo tinh gọn. Đó, tinh gọn và thiết thực ha. Tinh gọn và thiết thực, vô cùng thiết thực luôn. Nó gọi là thực chiến á. Ha. Đó. Học không mất nhiều thời gian. Và mình mỗi người mình giỏi lên ngay, mình giỏi lên thì năng lực của mình lên tới đâu thì tiền mình lên tới đó, đúng không ạ? Cứ mình cứ giỏi lên là tiền của mình lên thôi. Vì vậy chương trình đào tạo này cũng rất là quan trọng, đúng không cả nhà? Muốn giỏi là phải học, đúng không ạ? Và học cái gì đó mà nó tinh túy nhất, có phải là mình đỡ tốn thời gian không? Đúng không ạ? Thời gian là tiền bạc, đúng không? Mình đỡ tốn thời gian là mình đã lời rồi. Đấy. Rồi, Mai sẽ nói Mai sẽ nói về cái này trước. Mai sẽ nói cái số 5 trước ha, mà nó số 4 sao? Rồi, cái số 5. Cái số 5 là gì ạ? Cái số 5 là Mai muốn nói tới cái chương trình gì ạ? Cái số 5 là gì? À, đào tạo. Đúng rồi, chương trình đào tạo. Đúng không ạ? Chương trình đào tạo. Mình ở đây mình sẽ có 8 thứ để học. 8 thứ để học. Ha. Thứ nhất là học gì? Massage dưỡng sinh. Đó, các bạn học rồi đó. Massage dưỡng sinh. Đó. Là cái thứ nhất. Cái thứ hai các bạn cần phải học, đó là học về dinh dưỡng. Vì sao phải học về dinh dưỡng? Vì massage dưỡng sinh chỉ là làm khai thông cái con đường dẫn dinh dưỡng mà thôi, đúng không ạ? Và chúng ta cần có dinh dưỡng thì cái sức khỏe nó mới, cơ thể mình mới tái tạo được, đúng không ạ? Massage dưỡng sinh chỉ là giúp thải độc và khai thông cái con đường, gọi là con đường quốc lộ mà thôi. Đó, cần phải. Ừ. Dinh dưỡng. À, dinh dưỡng cân bằng âm dương, đây là học về dinh dưỡng xong sau đó mới học về sản phẩm. Sản phẩm thì tùy sản phẩm. Sẽ có sản phẩm cho bé gọi là sơ sinh có thể dùng được. À, có sản phẩm cho bé sơ sinh dùng được. Ví dụ như là mày có một cái khách hàng là bé này, bé sinh non, sinh 7 tháng tuổi là đã sinh rồi, rồi bé con ký 2 thôi. Thì dùng sản phẩm của DOC, hai sản phẩm đó là tảo sắn và cái bổ não hai quy. Chỉ ăn bằng hai sản phẩm đó để sống thôi. Là tại mẹ bé không có sữa. Bé dùng cái sản phẩm đó trong vòng 3 đến 4 tháng thì bé lên 7 đến 8 kg. Đó. Có nghĩa là từ 1 kg 2. Thì mình thấy là trẻ sơ sinh như vậy dùng được, tức là cái sản phẩm mình mức độ an toàn cực kỳ là cao. Đó. Ha. Hai sản phẩm đó, một cái là dưỡng tủy, một cái dưỡng não. Cho nên là nó giúp cho bé gì? Tăng trưởng, phát triển. À, và đầy đủ dinh dưỡng để giúp cho bé phát triển rất là tốt. Và nó rất an toàn cho nên sơ sinh dùng được. Mình dạy ở đây là dinh dưỡng về cân bằng âm dương. Là nói tới bữa ăn thông thường của mình nữa. Tại vì vạn bệnh vào từ miệng. Cái bữa ăn của bạn, bạn không hiểu, thì bạn uống sản phẩm vô, nó sẽ bị mất, nó sẽ bị giảm tác dụng. Còn nếu mình biết kết hợp với bữa ăn thì nó sẽ tăng tác dụng. Vì vậy mình sẽ tiết kiệm được cái tiền sản phẩm, đúng không ạ? Dinh dưỡng mình bao nhiêu, mình dùng bao nhiêu thì nó vào hết. Còn mình không biết cách, nó sẽ bị phá. Nó sẽ tương tác và nó sẽ phá. Và lúc đó thì mình dùng sản phẩm rất nhiều nhưng mà sao? Hiệu quả không cao thì sẽ làm lãng phí, đúng không ạ? Đó, cho nên chúng ta cần học cái này không? Ừ, đúng không ạ? Cần. Mai cũng thấy cần. Nó rất là tinh gọn và nó rất là dễ. Mai bảo đảm các bạn học cái này các bạn sẽ rất là thích. Và nó giúp cho mình chăm sóc cho mình cả cuộc đời này luôn. Lo cho con cái mình, biết con cái mình ăn cái gì thì thông minh, ăn cái gì thì tăng cường trí nhớ. Hai cái đó khác nhau. À, hai đó khác nhau. Ăn cái gì thông minh và ăn cái gì tăng cường trí nhớ là hoàn toàn khác nhau, không giống nhau.
nè. Rồi ví dụ như cái người tiểu đường, người tiểu đường mà đường huyết cao và cái người tiểu đường mà đường niệu cao, hai đó khác nhau. Đó, mình phân biệt được thì mình cho dùng chính xác luôn. Còn mình không phân biệt được thì năm ăn năm thua. Mình có muốn năm ăn năm thua không? Vậy thì phải học cái này ha. Cái này có thể là tổ chức lớp ở đây mai lên để dạy cũng được, hoặc là học nên học qua học trực tiếp thì nó sẽ tập trung hơn. Đó, tại vì cái nghề mà, cái nghề của mình cần phải nắm vững kiến thức chắc chắn để mình giúp đỡ người khác, đúng không ạ? Mình không thể hời hợt với cái nghề của mình được. Và khi mình càng chắc chắn bao nhiêu thì sao ạ? Thì cái niềm tin của mình lớn bấy nhiêu và mình giúp cho khách hàng của mình tốt bấy nhiêu thì tiền của mình về nhiều bấy nhiêu thôi, đúng không ạ? Đấy, thì cái này chỉ cần học một ngày các bạn đã biết rồi, đã biết gọi là khai khá rồi. Rồi sau đó mình muốn nâng cao thì mình sẽ học thêm qua Zoom nâng cao, đúng không ạ? Đấy, hoặc là mai cho các bạn tài liệu để các bạn đọc thêm nâng cao ha. Còn mà cái phần cơ bản là mình bắt buộc phải học, mình học cái lõi trước, xong sau đó mình học cái lõi xong là tự các bạn sẽ biết mở rộng. Thì như vậy các bạn sẽ ít tốn, gọi là ít tốn thời gian mà đi lanh quanh đi vòng ngoài, các bạn sẽ mất thời gian, các bạn không hiểu được cái gốc. Mày dạy từ cái gốc thì các bạn sẽ từ từ đi ra, nó sẽ dễ hơn ha. Đó, cho nên đó là tại sao mày nói là cái chương trình đào tạo của mình nó tinh gọn là như vậy ha. Mất rất ít thời gian mà bạn ứng dụng được liền và không phải học bài. Thích không, thích không? Học mà không phải học bài, nhìn ra ngoài trời thôi là có thể biết được, không phải học bài đó. Vì mới biết người lớn mình học bài khó lắm, cho nên mình phải có cách để làm sao mà các bạn gọi là nắm trong lòng bàn tay mình gọn nhất. Vì mai giảng mai đâu có cầm cái gì, làm sao mai thuộc được hết, đúng không ạ? Mai phải làm cho nó tinh gọn. Mai tinh gọn được thì các bạn cũng mới học được, mới học, các bạn hiểu được thì các bạn mới làm giống được. Mọi thứ đều phải tinh gọn, là nắm trong lòng bàn tay thôi, không cần tài liệu ha. Rồi cái thứ ba mình cần phải học đó là sản phẩm, phải hiểu sản phẩm, phải không ạ? Phải thật là hiểu sản phẩm. Còn mình không hiểu sản phẩm, mình cho người ta dùng nó lãng phí, thậm chí gì nó tác dụng ngược lại đó. Hiểu sản phẩm để mình biết là cái này có cái gì đặc biệt, mình biết cách chia sẻ cho khách hàng của mình những cái điểm nổi bật để cho khách, thay vì khách lựa chọn cái khác thì lựa chọn mình, đúng không ạ? Khách hàng có phải phải đi lựa chọn không? Khách hàng có phải đi lựa chọn không? Họ có rất nhiều sự lựa chọn, cho nên là mình phải hiểu nó để mình nói cho khách hàng biết là tại sao bạn nên lựa chọn sản phẩm này, đúng không ạ? Đấy, vậy cái này cần học không? Ok, rồi cái thứ tư, học sản phẩm xong rồi đến mình sẽ học cái thứ tư là mình sẽ học tư vấn. Đó, mình sẽ học tư vấn bằng công cụ ha, tư vấn sức khỏe bằng công cụ. Các bạn có cái công cụ test sức khỏe chưa? Có cái công cụ để kiểm tra sức khỏe không? Mình cứ từ từ học ha. Có nghĩa là mình biết là học 8 thứ, rồi mình sắp xếp thời gian, cái nào nhanh gọn thì mình học trước, cái nào mà khó mình từ từ mình học. Nhưng mà khi nào các bạn học hoàn thành này thì các bạn trở thành leader rồi, hiểu không? 8 thứ này thành leader, thành nhà đào tạo luôn rồi. Cho nên là chúng ta có cái lộ trình từng bước chúng ta đi, đúng không ạ? Mình không có lan man là mình không biết là tôi phải học cái gì để tôi phát triển. Có nhiều người cứ đi ngang thôi, không biết làm sao để đi lên, đúng không ạ? Còn khi mình biết cái điều này thì mình sẽ biết làm sao để đi lên, được không? Đấy. Rồi cái thứ tư là cái công cụ ha. Thì biết hết những thứ này chưa chắc gì bạn có thể bán tốt. Vì vậy phải học kỹ năng. Cái số 5 là phải học gì? Kỹ năng bán hàng, kỹ năng tuyển dụng, phải không ạ? Cần không? Cần. Phải học kỹ năng. Không có kỹ năng thì mình cũng bán được hàng, mình cũng tuyển được người, nhưng mà được có 20% thôi, được 20% thôi. Còn có kỹ năng thì được thêm 80% nữa, đúng không ạ? Đấy. Rồi kỹ năng bán hàng, lãnh đạo, kỹ năng bán hàng và kỹ năng tuyển dụng xong, giờ có khách hàng rồi, có hệ thống rồi, thành công được chưa ạ? No. Các bạn có khách hàng, các bạn biết chăm sóc khách hàng không? Các bạn có hệ thống, các bạn biết chăm sóc hệ thống không? Có biết chăm sóc không? Có biết làm thế nào để chăm sóc không? Bạn phải có kỹ năng này thì bạn mới chăm sóc được. Phải có kỹ năng này mới chăm sóc được nha. Còn không có kỹ năng này bạn sẽ không bao giờ chăm sóc được hệ thống, cho nên nó sẽ gãy ha. Kỹ năng gì biết không ạ? Đào tạo và lãnh đạo. Phải học kỹ năng này, đúng không ạ? Đó, phải đào tạo và lãnh đạo. Thì khi các bạn ở cái tầm nhà đào tạo thì các bạn chăm sóc khách dễ không ạ?
các bạn chăm sóc tuyến dưới mình dễ không ạ? Đúng không ạ? Đó, thì mình mới biết là người ta bị vướng chỗ nào, mình gỡ cho họ mới gọi là chăm sóc, chứ đâu phải thúc ép mua hàng đi, lên đơn đi, đúng không ạ? Không có chuyện như vậy. Hay là uống sản phẩm chưa? Không có. Chăm sóc khách hàng thì mình sẽ chăm sóc cho họ ăn như thế nào. Bạn phải biết cách ăn, dạy cho họ để họ biết cách ăn. Mình dạy cho khách hàng của mình từ từ. Hôm nay mình dạy một chút, ngày mai mình dạy một chút, ngày mốt mình dạy một chút, để cho họ tự biết chăm sóc. Chứ làm sao mình theo họ chăm sóc cả đời được, đúng không ạ? Đó. Và sau khi họ biết rồi thì họ chỉ việc mua sản phẩm về họ dùng thôi. Còn ăn là họ tự biết ăn. Và sau này họ tự biết thiếu cái gì họ tự mua, họ dùng, mình không phải chăm nữa. Có phải là như vậy thì sau này mình mới nhàn không? Đúng không ạ? Chứ còn nếu mà các bạn cứ tối ngày chỉ cho họ từ chút, chăm họ từ chút thì các bạn chăm được mấy người? Đúng không ạ? Chăm được mấy người? Đúng không ạ? Đó, mà mình chăm ít người quá thì sao ạ? Tiền mình nó sẽ ít. Đó, cho nên mình phải từng bước nâng cấp mình lên như vậy. Thì đó là con đường để giúp cho các bạn trở thành nhà đào tạo, trở thành một nhà lãnh đạo thì tiền các bạn mới nhiều được. Đúng không ạ? Ai cũng vậy, ai cũng trở thành nhà đào tạo, nhà lãnh đạo thì mới nhiều tiền. Còn nếu mình chỉ là một chuyên viên tư vấn thôi thì mình chưa thể nhiều tiền được. Nhiều lắm là bạn có khoảng 20 triệu một tháng thôi là nhiều lắm rồi. Không hơn được, không lên cái, gọi là không lên 10 số, không lên 9 số được. 8 số thôi, không lên 9 số được, đúng không ạ? Đấy. Rồi, cái thứ 7. Massage dưỡng sinh, dinh dưỡng, sản phẩm, tư vấn, bán hàng, đào tạo. Cái thứ 7 là học về chính sách trả thưởng. Đó. Làm chính sách trả thưởng mình nên học ở đây. Chính sách trả thưởng mình nên học ở chỗ này. À. Tư vấn xong rồi mình học chính sách. Ha, học chính sách trước rồi. Cái này là số 5 ha. Cái này là số 5, cái này là số 6, cái này là số 7. Đó, học chính sách trả thưởng trước. Xong sau đó mình mới học kỹ năng bán hàng và tuyển dụng, sau đó tại vì mình phải biết chính sách mình mới tuyển dụng được, đúng không ạ? Đó. Và sau đó mình học kỹ năng đào tạo và lãnh đạo để mình chăm sóc hệ thống của mình, chăm sóc khách hàng của mình. Và cái thứ 8. Đó là học về công nghệ. Các bạn phải biết sử dụng công nghệ để lan tỏa, đúng không ạ? Phải không? Đó, phải biết làm video, phải biết viết bài, hoặc là biết sử dụng các công cụ để chúng ta kêu nó viết bài cho mình. Các bạn biết xài ChatGPT không? Đó, phải học cái công cụ đó thì mình muốn viết cái bài gì mình gõ vô mình kêu nó viết cho mình. Khỏi cần mình nghĩ ra. Mình không cần phải suy nghĩ viết cái gì mà mình muốn nó viết cái gì là mình gõ là nó viết cho mình. Cần học mấy thứ đó không? Đó, rất là nhiều thứ. Tại vì sao? Mình không có đủ. Cho nên là mình không có đủ các món. Cho nên là sao? Mình vẫn loay hoay, chưa có lên được, hiểu không? Thì mình phải đủ. Đó, thì mấy cái này ở đây đào tạo miễn phí hết. Mai học cái này tiền tỷ, dạy cho các bạn miễn phí hết. Chỉ trừ massage dưỡng sinh mua máy thì các bạn phải trả tiền thôi. Vì cái đó Mai không cho được. Mai không có tự đẻ ra được. Cái đó là công ty bán cho nên là Mai không có cho được. Những gì mà từ miệng Mai nói ra Mai sẽ cho được. Cho nên Mai sẽ cho các bạn. Ha? Những thứ này là những thứ Mai học tiền tỷ. Nhưng mà gì? Sẵn sàng cho các bạn. Ha? Rồi. Đây là 8 thứ chúng ta cần phải học. Từng bước, từng bước, từng bước, từng bước. Mình sẽ lên kế hoạch từng bước. Khi nào mà các bạn, tại vì mỗi một người á, cái gọi là cái nền tảng của mình á, cái background của mỗi người khác nhau, đúng không ạ? Cho nên là chúng ta phải có kế hoạch khác nhau, chứ còn chúng ta không thể người khác làm như vậy mình làm như vậy không có được. Vì người khác có thể người ta đã hiểu cái này rồi thì người ta học tiếp cái tiếp theo, còn có nhiều người không hiểu cái gì hết và học thì học chậm hơn người khác, thì chắc chắn là sao ạ? Cái kế hoạch của mình phải khác. Mình biết mình nhanh hay mình chậm. Mình nhanh thì mình đặt cái mục tiêu nhanh lên, mình học nhanh lên. Còn mình chậm thì mình đặt mục tiêu cho nó phù hợp, để mình có thể gì? Thành thạo cái nào đó thì phải thành thạo cho nó chắc, đúng không ạ? Rồi từ từ mình phát triển, không vội, đúng không ạ? Không vội. Bởi vì á, để mà thành công á, thì có thể là ví dụ như là những người mà bác sĩ, thạc sĩ, tiến sĩ gì đó, người ta đầu tư học rất là nhiều. Đó, người ta học rất là nhiều. Mà mình á, mình không học nhiều như họ thì mình dành thời gian học cái này, đúng không ạ? Mình dành thời gian học cái này, mình cũng học, nhưng mình học cái thứ khác họ thôi. Và cái thứ mà mình có, họ không có, mình cũng có thể giúp được họ.
Đó, có những người mình ở đây mình có thể giúp luôn cho cả bác sĩ, thậm chí Mai từng test sức khỏe cho tiến sĩ bác sĩ. Mai test bằng cái công cụ, Mai có một cái công cụ mà hồi xưa Mai chỉ chinh chiến bằng cái này nè. Đó, cái công cụ đó. Và bác ấy bảo chứ chừng nào con dạy cái này cho bác vô học với. Và ông học ông ngoan vô cùng, rất dễ thương luôn. Cho nên là mình thấy là gì, những thứ mình có người ta không có thì mình vẫn có thể là thầy của người ta, chứ không nhất thiết mình phải là bác sĩ hay là thạc sĩ hay là tiến sĩ gì hết, hiểu không ạ? Chỉ cần các bạn đi đúng con đường này thì các bạn lập tức thay đổi vị trí, đúng không ạ? Và mình khi mình thay đổi được vị trí thì sao ạ? Con người mình sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn, tự hào với bản thân mình hơn, mình giúp đỡ được nhiều người hơn, chắc chắn mình sẽ có nhiều tiền hơn, hả? Ok. Rồi còn thứ nữa, thứ quan trọng cũng là cái cuối cùng muốn chia sẻ với các bạn.